Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội chữ thập đỏ huyện tặng quà cho người nghèo tại xã E Sinh. Các hoạt động đi thăm tặng quà buôn kết nghĩa tại các xã trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trao tặng nhà đại đoàn kết. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 207 ngày 5 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Chromebook về việc thực hiện cuộc vận động Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023. Trong các ngày từ 16 đến 19 tháng 1, Hội chữ thập đỏ huyện Chromebook tổ chức hoạt động đi thăm hỏi tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn toàn huyện. Sáng ngày 17 tháng 1, Hội chữ thập đỏ huyện đã đến thăm tặng quà chúc Tết bà con thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã E Sinh. Tại đây, lãnh đạo Hội chữ thập đỏ huyện đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến bà con nhân dân của xã E Sinh. Chúc bà con đón Tết vui tươi, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm. Hội cũng đã tặng 137 suất quà cho các hộ nghèo và cận nghèo, mỗi suất bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 300.000 đồng. Trong đợt vận động Tết Nhân Ái Xuân Quý Mão 2023, đã nhận được sự tham gia đóng góp tích cực của cán bộ công nhân viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Tổng số tiền vận động được của chương trình là khoảng 160 triệu đồng. Qua đó, Hội chữ thập đỏ huyện đã trích để tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, hỗ trợ bà con cùng vui xuân đón Tết. Ngày 17 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Đắk Lắk trao tặng 100 suất quà cho người nghèo các xã trên địa bàn huyện. 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đã được các đơn vị trao tận tay cho người nghèo của các xã E Sinh, Chư Bâng, E Ngai, Bưng Đờ Rang và Tân Lập. Qua hoạt động này nhằm kịp thời động viên chia sẻ với những khó khăn của các hộ gia đình nghèo tại địa phương trong dịp Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc ta. Tổng giá trị của hoạt động trao tặng quà này là 50 triệu đồng. Theo thống kê của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2023, tổng số quà Tết dành cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được phân bổ thông qua kênh của Mặt trận huyện và các tổ chức thành viên là 2.158 suất, với trị giá của mỗi suất dao động từ 300 đến 1 triệu đồng. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi hoạt động tặng quà buôn kết nghĩa của các đơn vị trên địa bàn huyện. Nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân buôn kết nghĩa vui Tết đón xuân Quý Mão 2023, chiều ngày 17 tháng 1, cơ quan huyện ủy và trường mẫu giáo Bông Sen đã đến thăm hỏi tặng quà cho buôn kết nghĩa các hộ nghèo buôn xóm A xã Chư Bâng. Hai đơn vị kết nghĩa đã trao tặng phần quà trị giá 2 triệu đồng cho chi bộ ban buôn xóm A và 19 suất quà cho các hộ gia đình nghèo của buôn. Phát biểu tại buổi trao tặng quà, đại diện hai đơn vị trong tổ kết nghĩa đã chia sẻ với những khó khăn của bà con thuộc diện hộ nghèo của buôn, đồng thời chúc cán bộ và nhân dân buôn xóm A đón Tết vui tươi, phấn khởi, bình an. Đề nghị bà con trong khi thực hiện các hoạt động vui xuân phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt không tàng trữ, buôn bán và sử dụng trái phép các loại pháo nổ, chấp hành luật giao thông đường bộ, chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Thay mặt cho chi bộ ban buôn, bà con nhân dân buôn xóm A, xã Chư Bâng cảm ơn sự quan tâm của cơ quan huyện ủy và trường mẫu giáo Bông Sen đối với cán bộ và nhân dân buôn xóm A. Ngày 17 tháng 1, tổ kết nghĩa bao gồm các đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trung tâm Dạy nghề Bảo An và Trường Tiểu học La Văn Cầu đã tổ chức hoạt động thăm hỏi tặng quà tại buôn kết nghĩa A Đờ Rương, E Tút, xã Chư Bâng. Đại diện lãnh đạo ba đơn vị trong tổ kết nghĩa đã nắm bắt đời sống và không khí đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các hộ gia đình trong buôn, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ và nhân dân buôn. Nhân dịp này, Tổ kết nghĩa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Trung tâm Dạy nghề Bảo An và Trường Tiểu học La Văn Cầu tặng 25 suất quà Tết cho các hộ gia đình buôn A Đờ Rưng, E Tút, xã Chư Bâng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, đồng thời tặng phần quà ý nghĩa cho tập thể chi bộ ban buôn. Thực hiện chương trình của Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Chromebook,
Sáng ngày 17 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cơ quan thường trực của Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện, tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2022. Trao quyết định tặng nhà đại đoàn kết năm 2022 cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã nhấn mạnh đến mục đích ý nghĩa của hoạt động trao tặng nhà đại đoàn kết, đồng thời đề nghị các gia đình phải thực hiện việc sử dụng ngôi nhà theo đúng mục đích ý nghĩa của chương trình. Chúc các gia đình đón Tết vui tươi, hạnh phúc và ấm áp trong ngôi nhà mới đại đoàn kết và không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2022, cùng với Ban Vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc, thì chúng tôi đã vận động quỹ vì người nghèo nhằm mục đích là chăm lo cho người nghèo ăn Tết cũng như là xây dựng nhà đại đoàn kết và hỗ trợ sản xuất cho bà con hộ nghèo trong toàn huyện. Thì trên 1.295 hộ nghèo trong huyện năm nay thì Ban Vận động đã có nhiều cái suất quà chăm lo cho cái Tết cho người nghèo, và đặc biệt trong năm thì cùng với mặt trận và các tổ chức thành viên đã xây dựng đến ngày hôm nay là chúng tôi bàn giao là tổng cộng là 15 ngôi nhà, trong đó thì có nguồn tài trợ của ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Agribank, rồi các cái quỹ của tập đoàn Vingroup, tập đoàn Mgroup, và Ban Vận động Quỹ vì người nghèo của huyện thì cũng đã tổ chức xây dựng được 4 căn nhà. Đến ngày hôm nay là chúng tôi bàn giao từ cái nguồn quỹ của huyện thì là căn nhà thứ tư, cũng nhằm từ cái nguồn quỹ này thì giúp bà con có cái gia đình, có cái mái nhà ổn định, che mưa che nắng và yên tâm sản xuất, tiếp tục phát triển kinh tế để nhằm xóa đi cái hộ nghèo. Đối với hộ gia đình ông Y Cờ Lú A Dun, buôn E Xin, xã E Xin, là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, với sự hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo huyện Krông Búc, cùng với sự đóng góp từ phía gia đình, một căn nhà cấp 4 có kinh phí xây dựng 55 triệu đồng đã được hoàn thành và tiến hành bàn giao cho gia đình ông Y Cờ Lú A Dun, buôn E Xin, xã E Xin sử dụng. Tôi là Y Tích Nia Cờ Đâm, trưởng ban công tác buôn E Xin. Ngày hôm nay thì tôi rất vui mừng có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quan tâm đến cho các hộ gia đình khó khăn trong xã E Xin nói chung và buôn E Xin của bên chúng tôi nói riêng. Ngày hôm nay được có sự trao tặng một cái ngôi nhà thật là hoành tráng, nhà đoàn kết cũng là rộng rãi cho gia đình Y Cờ Lú. Ngày hôm nay thì tôi không biết nói gì hơn, tôi rất vui mừng khi được sự quan tâm của nhà nước. Cũng trong đợt này, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện đã trao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Hồ Thị Bình, thôn 3, xã Tân Lập, và bà Nguyễn Thị Tư, thôn Nam Thái, xã Chư Bô. Thông qua Quỹ vì người nghèo của huyện Krông Búc, trong những năm qua đã thực hiện nhiều đợt trao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện tiến hành các bước bình xét, lựa chọn đối tượng để thực hiện khởi công xây dựng 7 ngôi nhà đại đoàn kết cho người dân. Các hội đoàn thể thành viên mặt trận huyện cũng đã hỗ trợ xây dựng được 8 căn nhà tình nghĩa cho hội viên. Trong thời gian qua, gia đình em cũng đã nhờ sự hỗ trợ của ban thôn và của xã và của huyện để cấp cho gia đình một căn nhà được để ở cho nắng che mưa. Thì trong năm mới thì gia đình em không có gì, cũng chúc cho đoàn thể một tháng một năm mới có sức khỏe và hạnh phúc. Thực hiện là cảm ơn tất cả lãnh đạo từ cấp trên đến huyện, về xã, về thôn, và rất rất vui mừng và cảm ơn. Và có lời chúc cuối cùng là chúc tất cả cán bộ, các cháu, già trẻ như là mãi mãi khỏe, rồi ngày một tiến lên, vui khỏe. Hy vọng rằng cùng với sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, cán bộ và nhân dân huyện nhà, Tết Quý Mão này sẽ là một cái Tết vui đối với hộ gia đình ông Y Cờ Lú A Dun, buôn E Xin, xã E Xin, bà Hồ Thị Bình, thôn 3, xã Tân Lập, và bà Nguyễn Thị Tư, thôn Nam Thái, xã Chư Bô nói riêng, và các hộ gia đình được nhận hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết của huyện Krông Búc nói chung. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.